Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Light Finance. Các bạn thân mến, William O'Neil là một trong những nhà giao dịch chứng khoán vĩ đại nhất mọi thời đại. William O'Neil là một cái tên quá quen thuộc trong giới trading rồi, đúng không ạ? Ông chính là tác giả của phương pháp giao dịch nổi tiếng Can Slim, được chứng minh là có thể kiếm lợi nhuận lớn ổn định trên thị trường chứng khoán. Ông cũng đã để lại không ít những bài học giá trị cho giới trader chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đúc kết những kinh nghiệm giao dịch qua 4 câu nói để đời của vị trader lão làng William O'Neil. Bài học thứ nhất, gồng lỗ là sai lầm nghiêm trọng nhất của hầu hết các nhà đầu tư. Quả thật là như vậy, gồng lỗ chỉ là hành động vỗ về tâm lý, lo sợ thua lỗ của trader. Thực chất nó chỉ khiến kết quả tồi tệ hơn mà thôi. Giao dịch là xác suất nên thua lỗ là điều không tránh khỏi. Trader chỉ có thể chấp nhận một giao dịch hoặc thực hiện để có khả năng thua lỗ. Vậy nên đừng bao giờ gồng lỗ mà nên chấp nhận nó một khi chiến lược hay ý tưởng giao dịch không còn hiệu lực. Bài học thứ hai, nếu bạn đang nắm giữ một cổ phiếu, vậy thì bạn phải học cách bán nó trong tình huống tồi tệ trước, rồi sau đó học cách giữ lợi nhuận lâu hơn một chút. Hay nói ngắn gọn, đơn giản, đó là khi thị trường không tốt thì nên thoát lệnh càng sớm càng tốt. Bài học thứ ba, một trong những nghịch lý của thị trường chứng khoán đó là những gì có vẻ là đỉnh thì giá lại tiếp tục tăng cao hơn, và những gì trông có vẻ là đáy thì giá lại tiếp tục giảm xuống sâu hơn. Rất nhiều trader vì cho rằng thị trường tăng quá cao hoặc giảm quá thấp rồi mà nhảy vào bắt đỉnh bắt đáy, nhưng thực sự thì xu hướng luôn đi lâu và xa hơn những gì họ tưởng. Bài học thứ tư, các trader hàng đầu luôn có một sự khiêm tốn nhất định và cần phải thất bại đủ nhiều và học cách vượt qua chúng. Vì nhiều trader mới luôn muốn thành công ngay từ lúc mới tham gia thị trường, nhưng thực tế thì không có ai có khả năng đó cả. Những trader thành công luôn có sự khiêm tốn và kiên nhẫn, đó không phải là trời sinh mà là do quá trình giao dịch với nhiều thất bại đã rèn giữa con người họ trở nên như vậy. Vậy đây gần như chính là những phẩm chất cao quý của một trader và nó tách biệt họ với những trader thất bại. Hy vọng qua 4 câu nói này, các bạn có thể học hỏi được nhiều thứ từ vị trader tiền bối đáng kính này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.